Rồi bữa nay em xin chào tất cả anh em nha. Thì bữa nay em mới về được hai bình super. Thì bữa cũng có anh em nào dặn mình á là đi kiếm bình super, thì bữa nay mình kiếm được hai bình. Thì hai bình này trên xe đi được một chiếc đi được 18.000, một chiếc đi được 7.500. Thì hai chiếc, một chiếc đi 18.000 là anh em cũng hiểu rồi ha. Một chiếc đi được 7.500 là gọi là xe cọp á, mà mình gớt được hai bình xăng xuống hai chiếc xe đó. Thì bình xăng này là chưa mở đít, thì nói chung là chưa mở đít thì em khỏi bao nha anh em. Đã là nó chưa mở đít là khỏi bao, có không còn gì để bao nữa. Thì đẹp thì chắc em không dám nói biết nó đẹp hay không bao nhiêu. Thì bây giờ em sẽ quay anh em tự xem. Đây anh em, thì hôm nay mình sẽ quay cho anh em xem cái bình Super Dream đời 2013 chùm cuối nha anh em. Thì bình này mới đi được 7.000 nha anh em. Bình còn rất là đẹp nha anh em. Thì chiếc xe này mình đang rớt, anh em vô kết bạn Zalo đi, mình đưa cái hình xe cho anh em coi ha. Mình rớt từ trên xe nó xuống. Thì bình này bao garanti nha anh em. Bao anh em là mấy con ốc này là mình chưa mở nha, cái ốc là để riêng hết á. Bình này là mình mới về luôn, mới lao bằng cái lùi vẽ này thôi, chưa rửa chưa gì nha anh em, chưa vệ sinh chưa gì hết, anh em về tự vệ sinh ha. Thì mình đang test trên chiếc xe của chiếc máy của mình nha anh em, quên nói chiếc xe. Mình đang test trên cái máy của mình, thì anh em cũng xem nè. Đây là bình đang nổ garanti ha, garanti thì bao nhĩ nha anh em. Thì bình này mình bán giá là 950 nha anh em. Anh em đừng nói sao bình này bán mắc nha, tiền nào của đó nha anh em. Anh em kết bạn Zalo mình đi, lát mình có để số điện thoại dưới á. Anh em kết bạn Zalo mình đi, giờ mình dân cho anh em coi chiếc xe nha, cái chắc xe của người ta sao nha, mà tháo chiếc cái bình xuống bán cho anh em nha. Bình nói chung là anh em xài á, tiền nào của đó nha anh em. Đó, bình mình bao anh em là chưa tháo ốc, chưa dặn ốc gì á, đúng 2013. Đây, mình về được hai bình nha anh em. Dặn của mình cũng nhiều lắm nha, anh em nào nhanh tay thì cứ kết bạn Zalo của mình đi, nhắn số điện thoại, nhắn địa chỉ số điện thoại qua đi, mình ship cho nha. Ở đây mình ship không cần cọc nha anh em, anh em coi ok là tham khảo ok đàng hoàng, anh em cứ dán địa chỉ qua cho mình rồi mình sẽ ship cho anh em nha. Đó là những cái bình mà mình bán á, mình để mình nói với anh em nghe gì nè, mình không có thích gửi đi gửi về. Những cái món đồ mà mình bán cho anh em xài á, mình đã test trên xe mình, test trên cái máy của mình hoàn chỉnh, giờ mình mới ship đi. Mất công mà mình không có ship, mình nói anh em nghe vậy nè, giống như cái bình mà mình không có test đi, mình đâu biết cái bình nó có ngon hay không, hay là đưa về anh em nó cà sọt, anh em đi không được anh em trả về, làm vậy chi cho mất công, đúng không? Mình để lên máy của mình test ok chuẩn mình sẽ ship đi, còn mình test không ok không chuẩn mình ship đi xuống qua bển anh em đi cũng không được, cái đầu gỡ về mất công không, mất công chi phí gỡ lên gỡ xuống, mình cũng phải thật gỡ cái bình khác, đúng không? Mình cũng phải gỡ cái bình khác xuống cho anh em mà. Còn tôi nói anh em nghe nè, những cái bình mà tôi ship cho anh em á là tôi đã test trên cái máy tôi rồi, với lại tôi đã bán cho anh em những cái món đồ như vậy nè, không mô min sườn IC đó, là mình đã test hết tất cả ok hết rồi, mình sẽ ship đi. Mất công mà tôi test không được, không ok, giờ cái tôi qua tôi đưa tôi ship qua cho anh em gắn về anh em đi, cái anh em đi cà sọt, anh em trả tôi lợi cũng vậy à, đúng không? Trả tôi ship lại cái cục khác cũng vậy à, mất công không? Mất công chi hai bên đâu, mà cũng tốn tiền cho hai bên nữa, tốn tiền ship chứ gì đó, tiền nữa gọi tiền ngu, đúng không anh em? Còn này á, anh tôi nói anh em nghe vậy nè, những cái món đồ tôi bán cho anh em xài tôi đã test kỹ hết rồi đó anh em, mà mình test xong mình sẽ quay cái video gửi đến anh em xem đúng bình đúng mã số anh em nhận. Chẳng hạn như bình này là có mã số nè, CK24 nha anh em thấy không, đó CK24, mỗi cái bình nó có mỗi cái sa ghi,
không có bình nào giống bình nào nha anh em, mỗi số seri này đều khác nhau hết đó. Anh em chỉ cần nhìn nè, không anh em, mà nếu anh em lấy bình này chụp màn hình là cái kịch, anh lấy cái bình CK24 nhà thắng, ok anh trai đó, là anh em vô xem video thấy không, đây là máy đang nổ nha anh em. Cao tâm ti thì anh em khỏi bàn, bình này tôi khỏi bao anh em luôn, tại vì máy ngóc này chưa mở bao chi nữa, bình này quá ok rồi, xe mới đi 7.000 anh em cũng biết rồi bao chi nữa. Thì anh em cứ kết bạn Zalo của mình đi, rồi anh em kết bạn Zalo của mình đi, rồi mình sẽ gỡ cái chiếc xe mà cái bình này gắn trên xe này qua cho anh em xem ha. Là anh em nhìn cái chắc xe của nó là như thế nào là anh em biết liền à, xe nó bóng ngáo luôn á. Giống như là sao không, xe là xe ông già đi chùm mền, ông già ông đi nữa, giờ ông già yếu, ông già ông đi là phải đưa cho con trai đi, mà anh niên đi mấy cái bình này nó yếu quá đi đâu có được đâu anh em, bắt buộc nó mới xuống bình này, nó vô bình khác, vô bình lớn hơn không đó. Thôi giờ mình cũng đã quay cho anh em chi tiết cái bình này nha, thì cái bình này để mình tắt máy mình nói chuyện với anh em nha. Nè đây cái bình nè, không mình sẽ quay chi tiết cặn kẽ để anh em xem. Bình này em chưa có rửa nha, mua sao về gắn lên vậy để vậy luôn á, rớt xuống rồi gắn lên cho anh em xem luôn nha, ở ngoài nó còn đẹp hơn nữa nha anh em. Thì bình này là mình khỏi bao, em khỏi bao, tại vì bình này đít chưa mở, mấy ngóc này là chưa mở hết. Ganti thì mình cũng đã thấy anh em rồi không, ganti thì thầm luôn, mình nói khỏi bao vậy thôi, chứ thực tế là anh em mà mua hàng của mình á là tất cả bất cứ một cái món hàng nào cũng vậy, mình có một cái trách nhiệm là như vậy. Anh em mà mua rồi mà nó có trục trặc gì anh em cứ điện cho mình sẽ tư vấn anh em khác xuống để anh em xài đó, chứ không phải là mình bán xong rồi mình đứt đuôi với anh em đâu, đâu có như vậy. Mình làm ăn á, cái nào đâu đó nó rõ ràng, mai mốt anh em còn quay lại với mình nữa đúng không, mình bán đồ ok đàng hoàng, mốt anh em còn quay lại thắng ơi em trai ơi, anh muốn mua cái món hàng đó đó, thì là đúng không, mình làm ăn có uy tín đàng hoàng thì mai mốt anh em còn quay lại, chứ không phải là bán cái bình cái đứt đuôi cái thôi rồi tôi không biết anh sao sao không, kệ anh đi, anh chết gì anh chết kệ anh, bình hư gì kệ anh, không có cái bình nó không qua không có bao nhiêu tiền á, mà chủ yếu là anh em có tình cái nghĩa anh em mình thôi. Chẳng hạn như cái bình đó mà có bị trục trặc gì anh em cứ vô Zalo anh em gọi cho mình nói thiệt, mình sẽ đưa một cái bình khác để anh em đi. Mà từ lúc giờ mình bán á, mình nói cho anh em nghe, mình bán á, cũng ít có gặp trường hợp đó lắm, tại vì mình test kỹ lắm, mình test trên chiếc xe mình rất là kỹ không, mình test cho kỹ thì là kỹ, mình bán cái hàng nào nó cho chắc cú nó đạt chuẩn đi rồi mình mới ship đi, chứ mà cái bình mà tàu lao mới lao thì ship đi qua bển anh em đi cũng được, mất công phiền phức không không không. Vậy mình nói vậy thôi nha anh em, rồi mình sẽ quay chi tiết để anh em xem nè, cái bình nè đó, anh em thấy bình không, bình này về giữa sumo lên đẹp lắm nha anh em giữa sumo lên là khỏi chê luôn á, cực kỳ đẹp. Tại bình nó vậy là mà mình không có rửa gái gì, kệ để gì. Rồi mình cũng cảm ơn anh em thời gian qua ha, thì cũng đã ủng hộ mình. Rồi bữa nay mình cũng nói với anh em nghe vậy nè, bữa nay thì đồ của mình đang về. Anh em nào có nhu cầu đi IC Diêm Lùng 99 á thì cứ liên hệ mình nha, lát mình có để số điện thoại dưới á. Giờ mình cũng đang về một số bình xăng á nha anh em. Hiện tại bây giờ mình vẫn còn bình phu chờ với quay thái đồ đầy đủ nha anh em. Rồi mình có thêm mới về thêm hai bình phu và bình Super Rim. Đó, thì với lửa bọng đồ mình cũng ra về nha. Mua bên sườn thì có còn một cục duy nhất, nè thì nói chung là cục này là mình không có bán được, tại mình để trên xe mình test, thì nay mai mình sẽ về 10 cục. Thì hiện tại bây giờ là anh ông Lục bên đó có rồi, ông nói chuẩn bị về 10 cục, thì anh em cứ anh em nào xài cái mô pin sườn 110 này cứ alo cho mình nha.
Thì mình cũng đang về mua bia IC Diêm Lùng 99, cũng đang về, mình đang về, nói chung là đầy đủ hết anh em. Còn mấy cái bình quê Thái anh em, 7,5 bình nha anh em, nhìn nó xấu xấu nha chứ ở trong nó đẹp lắm nha anh em. Chưa rửa bình, mấy bình này mình về mình làm biếng rửa, mình để gì nè, mình bán anh em về xài tự rửa, 7,5 bình này cũng vậy, 7,5 bình ở trong là anh em khỏi bàn, bao anh em garanti, bao chạy sang phút chờ đó, 7,5 bình bao đẹp, không có bao đẹp nha, bao ở trong đẹp thôi chứ ngoài nó không đẹp đâu, có sao nói vậy. Còn bình này là bình bình con ngựa gì đó anh em ơi, anh em nào biết chơi bình này thì cứ cứ alo mình đi, mình sẽ test cho anh em cái bình này ha. Bình này bình ngựa bình gì nè, lâu lâu ở trong cái kiện có một bình hai bình thì bình này thì mình nghe nói anh em ở trên Tây Ninh cũng hay chơi lắm á, mà mình không có gành mấy cái gì cái mấy cái bình này, có sao nói vậy nha anh em. Thì bình này mình bán anh em 900 thôi, 900 triệu gì đó ai biết, mà mình sẽ test cho anh em xem ha. Thì bình này chắc ra đầu cũng ngọt ngào á ha, anh em thấy nè. Thì nói chung là mình về lâu lâu có một bình nè, trong cái tiệm á, trong cái tiệm bên Campuchia nó luôn, nó có một cái hai cái nó lạc trong đó anh em đó. Về được anh em, mình về được mười mấy bình này nữa nè anh em, 7,5 bình. Còn đây súp be nè anh em thấy không, bình này cũng chưa rửa chưa vệ sinh, ốc thì chưa mở đít luôn, bao anh em bóc ốc chưa bị, chưa mở đít luôn, điện thoại mình nó hơi mờ nữa quý anh em thấy không, bao anh em không mở đít nha, mấy ngóc tán nó còn đẹp nha anh em, đúng bình súp be chưa rửa nha, chưa xe này, bình này chưa vệ sinh chưa gì, bình này nó xấu hơn bình kia xíu, thì nói chung không phải là xấu đâu, mình chưa rửa nha anh em, cũng đẹp lắm chứ không có xấu đâu. Thì bình này mình bán 850 nha anh em, tiền nào của đó nha anh em, đừng nói bình này sao mắc, anh em cầm tiền 1,5 triệu anh em vô hãng mua đi, có bình ngon như bình này đâu, không có đâu nha anh em. Rồi thôi nha, mình video tối nay mình xin kết thúc nha anh em.